Chào mừng các bạn đã quay trở lại và sau đây hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay nhé. Đã chính lần đầu Amrabat tạo ra khác biệt quá lớn. Ở xem hẹn kiện Napoli báo tin vui cho Man United. Anthony trở lại MU đối mặt với cảnh sát nước Anh. Đã chính lần đầu Amrabat tạo ra khác biệt quá lớn. Ngôi sao người Maroc đã sớm chứng tỏ được giá trị bản thân trong lần đầu anh đá chính cho Manchester United. Dù giành thắng lợi trong chuyến làm khách đến sân của Burnley, nhưng cuối tuần qua có thể nói màn đỏ đã khiến cho không ít cổ động viên thất vọng. Chắc chắn là không ai có thể ngờ rằng thầy trò Ten Hag lại bị đội xếp cuối bảng áp đảo hoàn toàn cả về tỷ lệ kiểm soát bóng 62-38% lẫn số pha dứt điểm 12-11. Vì vậy bước vào cuộc đối đầu Palace trong khuôn khổ League Cup, hiển nhiên màn đỏ đã được dự đoán sẽ tiếp tục trải qua 90 phút đầy khó khăn. Nhưng rốt cuộc, những gì diễn ra trên sân hoàn toàn khác biệt khi Quỷ Đỏ thống trị toàn bộ thế trận và hủy diệt đoàn quân của Roy Hodgson một cách không thể thuyết phục hơn. Sẽ không quá khi nói rằng sự hiện diện của Sofyan Amrabat chính là một trong những lý do chủ yếu khiến MU thay đổi chóng mặt so với trận thắng Burnley. Sau tất cả thì Amrabat cũng có lần đầu tiên đá chính dưới màu áo Quỷ Đỏ, và anh đã nhanh chóng cho thấy lý do tại sao ông Ten Hag lại muốn có bằng được sự phục vụ của mình trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Trong 45 phút đầu trận, về cơ bản thì ngôi sao người Maroc đã thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái, nhưng anh lại di chuyển tự do khắp sân và đóng vai trò là vệ tinh tạo điều kiện cho MU duy trì được kiểm soát bóng, nắm giữ phần lớn thế trận. Rất hiếm khi mà Amrabat để mất bóng hay chuyển sai địa chỉ, đồng thời gây ấn tượng với những đường chuyển vượt tuyến chuẩn xác. Bước sang hiệp 2, Amrabat chỉ thi đấu được chưa đầy 20 phút trước khi nhường chỗ cho Dan Gore, nhưng anh vẫn kịp để lại dấu ấn mạnh khi đá cặp cùng Casemiro trong tuyến giữa. Sự xuất hiện của Victor Lindelof ở vị trí hậu vệ cánh trái tạo điều kiện cho Amrabat trở lại với vai trò tiền vệ sở trường, và anh đã san sẻ được phần nào gánh nặng với Casemiro ở mặt trận phòng ngự. Theo như số liệu từ SofaScore, Amrabat có 2 tình huống tạo bóng chính xác trước Palace, giành chiến thắng trong 5/6 pha tranh chấp tay đôi. Và như đã đề cập, Amrabat cũng khẳng định được khả năng chuyền bóng ấn tượng của mình với 78/81 đường chuyền đúng địa chỉ, đạt tỷ lệ chính xác lên đến 96%. Đồng thời anh còn để lại dấu ấn to lớn với 5/6 đường chuyền vượt tuyến chính xác. Kể từ lần đầu mùa đến nay, có lẽ đây mới là lần đầu tiên MU có thể làm chủ được hoàn toàn thế trận và giành chiến thắng như một ông lớn thực sự. Và rõ ràng là khác biệt nằm ở những gì mà Amrabat mang lại cho lối chơi của Quỷ Đỏ. Chắc chắn là dù thi đấu cho hàng phòng ngự hay tuyến giữa, sự hiện diện của tiền vệ người Maroc cũng sẽ giúp cho MU dễ dàng nắm giữ quyền kiểm soát hơn như những gì đã diễn ra trong trận đấu vừa qua. Osimhen kiện Napoli báo tin vui cho Man United. Mối quan hệ giữa Napoli và tiền đạo Victor Osimhen đang đầy căng thẳng khi mà chân sút người Nigeria có thể gửi đơn kiện để chống lại câu lạc bộ chế giễu anh trên mạng xã hội. Mọi thứ xuất phát từ việc câu lạc bộ phát hành một đoạn video trên tài khoản TikTok chính thức của Napoli đã công khai chế nhạo Osimhen về tình huống đá phạt đền thất bại của anh trong trận đấu gần đây với Bologna. Nhà vô địch nước Ý đang gặp khó khăn trước việc lấy lại vị thế của họ ở mùa này. Napoli hiện đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng Serie A sau trận hòa không đều đầy mệt mỏi trước Bologna. Đáng chú ý là chân sút chủ lực của Napoli là Osimhen đã không thể ghi bàn từ chấm 11m. Napoli được hưởng phạt đền sau tình huống mà cầu thủ Bologna để bóng chạm tay trong vòng cấm 16m50. Tuy nhiên cú sút từ khoảng cách 11m của Napoli đã đi lệch mục tiêu, lãng phí cơ hội để giành 3 điểm quan trọng cho Napoli. Sự tình cờ trở nên tồi tệ hơn sau khi câu lạc bộ phát hành một video trên TikTok chế nhạo cú sút làm mất điểm của Victor Osimhen. Đại diện của cầu thủ người Nigeria Roberto Calleda đã không xem nhẹ vụ việc này và vừa phát đi một tuyên bố chính thức lên án hành động bôi nhọ thân chủ của mình. Thông báo cứng rắn này có nội dung: những gì xảy ra trên trang cá nhân chính thức của câu lạc bộ Napoli trên nền tảng TikTok là không thể chấp nhận được. Họ đăng một video chế nhạo Osimhen và sau đó là xóa bỏ. Calleda tiếp tục nêu rõ thái độ tinh thần nặng nề gây ra cho thân chủ của ông khi bày tỏ: một sự việc gây ra thiệt hại rất nghiêm trọng đối với cầu thủ và gia tăng áp lực cho Osimhen. Anh đã trải qua một thời gian khó khăn với sự chế nhạo từ truyền thông và tin tức giả mạo. Chúng tôi giữ quyền kiện tụng và đang thực hiện mọi việc cần thiết để bảo vệ Osimhen. Chân sút Osimhen là người đại diện đang xem xét các phương án pháp lý phù hợp trong thời điểm này, đồng thời sẽ đưa ra quyết định về tương lai tại câu lạc bộ. Hành động không khoan nhượng của Osimhen rất đáng chú ý sau một mùa giải mà anh đã góp công lớn giúp Napoli đoạt Scudetto. Cũng trong trận đấu này, Osimhen đã cãi vã với huấn luyện viên Rudy Garcia. Tiền đạo trẻ người Nigeria thể hiện sự thất vọng rõ ràng khi bị thay thế bởi Giovanni Simeone phút 86. Theo Calcio Mercato, cầu thủ này sau đó lên tiếng xin lỗi huấn luyện viên Rudy Garcia và các đồng đội của mình trong phòng thay đồ ngay sau trận đấu kết thúc. Mặc dù là một cầu thủ quan trọng của Napoli, Osimhen đã không ghi bàn trong 4 trận gần đây cho câu lạc bộ ở tất cả các giải đấu. Số bàn thắng của anh ở Serie A mùa này là 3 bàn, cho thấy anh đang trải qua giai đoạn sa sút. Bây giờ thì mâu thuẫn của Osimhen với câu lạc bộ lẫn huấn luyện viên có thể là những giọt nước chan ly khiến cho Napoli khó giữ được trận anh. Đang có một số câu lạc bộ lớn như Man Đỏ, Arsenal, Newcastle, PSG liên hệ với anh trong thời gian gần đây. Tuy nhiên Osimhen có giá không hề rẻ khi tiền đạo này được câu lạc bộ định giá 150 triệu bảng và hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào mùa hè năm 2025. Anthony trở lại MU đối mặt với cảnh sát nước Anh.
Ngôi sao người Brazil Anthony của Manchester United đã trở lại nước Anh để làm việc với cảnh sát sau những cáo buộc anh dùng bạo lực tấn công bạn gái cũ. Anthony, 23 tuổi, bướng vào cuộc hành hung bạn gái cũ và hai người phụ nữ khác trong thời gian ở Brazil chuẩn bị tập trung cùng với đội tuyển quốc gia đá vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ. Anthony đã tạm thời bị loại khỏi đội tuyển quốc gia Brazil. Trong khi đó, thì Manchester United cũng ra thông báo cho phép tiền đạo người Brazil này tạm thời vắng mặt ở câu lạc bộ để giải quyết các cáo buộc. Hôm nay, 27 tháng 9, tờ Sun Sport thông tin Anthony được phát hiện ở sân bay Sao Paulo chuẩn bị đáp chuyến bay quá cảnh đến Tây Ban Nha rồi trở lại MU. Trở lại với MU, Anthony sẽ đối mặt với cảnh sát nước Anh trong những ngày tới để giải quyết các cáo buộc dùng bạo lực với phụ nữ. Một số nguồn tin chia sẻ với tờ Sun Sport, Anthony vẫn kiên quyết rằng anh ấy không làm gì sai và muốn ngồi lại với cảnh sát và họ có thể đặt câu hỏi với anh ấy. Anthony không có gì phải giấu giếm cả. Anh sẽ giao bất cứ thứ gì cảnh sát muốn xem, kể cả điện thoại di động của anh ấy. Anh ấy muốn được minh oan càng nhanh càng tốt để có thể tiếp tục sự nghiệp bóng đá của mình mà không gặp phải bất cứ phiền nhiễu nào. Cầu thủ chạy cánh khiến MU bỏ ra đến 85 triệu bảng Anh mua về từ Ajax bị bạn gái cũ Gabriela Cavallin cáo buộc tấn công cô vào ngày 15 tháng 1 tại một khách sạn ở Manchester và cả Brazil. Anthony phủ nhận mọi cáo buộc. Trong cuộc trả lời phỏng vấn ở đài truyền hình Brazil, Anthony đã rơi nước mắt chia sẻ: "Tôi biết sự thật và nó sẽ lộ ra. Tôi chắc chắn 100% rằng tôi chưa bao giờ chạm vào phụ nữ và tôi sẽ đưa ra bằng chứng. Tôi chắc chắn mình chưa bao giờ phạm tội bạo lực với phụ nữ cả." Trước đó thì Gabriela Cavallin tung bằng chứng lên trang Instagram cá nhân của cô, cáo buộc rằng Anthony dùng bạo lực. Gabriela Cavallin chụp lại những đoạn tin nhắn đe dọa của Anthony cùng với những bức ảnh vết thương trên thân thể của cô. Anthony vẫn khăng khăng anh vô tội. Anh thừa nhận có thể dùng bạo lực tinh thần với Cavallin trong lúc nóng giận, nhưng chưa bao giờ anh dùng bạo lực tay chân với bất cứ phụ nữ nào, kể cả với Cavallin. Có một chi tiết đáng chú ý là tại Brazil, Anthony cũng đã làm việc với cảnh sát sở tại. Tuy nhiên bây giờ thì anh vẫn được phép xuất cảnh rời Brazil mà không vướng rắc rối nào. Cùng chờ xem sau khi trở lại nước Anh, tình hình của Anthony sẽ diễn biến như thế nào. Anthony trở lại MU đối mặt với cảnh sát nước Anh. Ngôi sao người Brazil Anthony của Manchester United đã trở lại nước Anh để làm việc với cảnh sát sau những cáo buộc anh dùng bạo lực tấn công bạn gái cũ. Anthony, 23 tuổi, bướng vào cuộc hành hung bạn gái cũ và hai người phụ nữ khác trong thời gian ở Brazil chuẩn bị tập trung cùng với đội tuyển quốc gia đá vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ. Anthony đã tạm thời bị loại khỏi đội tuyển quốc gia Brazil. Trong khi đó thì Manchester United cũng ra thông báo cho phép tiền đạo người Brazil này tạm thời vắng mặt ở câu lạc bộ để giải quyết các cáo buộc. Hôm nay, 27 tháng 9, tờ Sun Sport thông tin Anthony được phát hiện ở sân bay Sao Paulo chuẩn bị đáp bay quá cảnh đến Tây Ban Nha rồi trở lại MU. Trở lại với MU, Anthony sẽ đối mặt với cảnh sát nước Anh trong những ngày tới để giải quyết các cáo buộc dùng bạo lực với phụ nữ. Một số nguồn tin chia sẻ với tờ Sun Sport, Anthony vẫn kiên quyết rằng anh ấy không làm gì sai và muốn ngồi lại với cảnh sát và họ có thể đặt câu hỏi với anh ấy. Anthony không có gì phải giấu giếm cả. Anh sẽ giao bất cứ thứ gì cảnh sát muốn xem, kể cả điện thoại di động của anh ấy. Anh ấy muốn được minh oan càng nhanh càng tốt để có thể tiếp tục sự nghiệp bóng đá của mình mà không gặp phải bất cứ phiền nhiễu nào. Cầu thủ chạy cánh khiến MU bỏ ra đến 85 triệu bảng Anh mua về từ Ajax bị bạn gái cũ Gabriela Cavallin cáo buộc tấn công cô vào ngày 15 tháng 1 tại một khách sạn ở Manchester và cả Brazil. Anthony phủ nhận mọi cáo buộc. Trong cuộc trả lời phỏng vấn ở đài truyền hình Brazil, Anthony đã rơi nước mắt chia sẻ: "Tôi biết sự thật và nó sẽ lộ ra. Tôi chắc chắn 100% rằng tôi chưa bao giờ chạm vào phụ nữ và tôi sẽ đưa ra bằng chứng. Tôi chắc chắn mình chưa bao giờ phạm tội bạo lực với phụ nữ cả." Trước đó thì Gabriela Cavallin tung bằng chứng lên trang Instagram cá nhân của cô, cáo buộc rằng Anthony dùng bạo lực. Gabriela Cavallin chụp lại những đoạn tin nhắn đe dọa của Anthony cùng với những bức ảnh vết thương trên thân thể của cô. Anthony vẫn khăng khăng anh vô tội. Anh thừa nhận có thể dùng bạo lực tinh thần với Cavallin trong lúc nóng giận, nhưng chưa bao giờ anh dùng bạo lực tay chân với bất cứ phụ nữ nào, kể cả với Cavallin. Có một chi tiết đáng chú ý là tại Brazil, Anthony cũng đã làm việc với cảnh sát sở tại. Tuy nhiên bây giờ thì anh vẫn được phép xuất cảnh rời Brazil mà không vướng rắc rối nào. Cùng chờ xem sau khi trở lại nước Anh, tình hình của Anthony sẽ diễn biến như thế nào.